nhiều, nói lớn lên nhiều mình phải tự hào lên chứ. Không nhiều, ngại lắm chị. Gì đâu ngại? Ngại chứ chị. Thấy chị nhiều chị khoe lên báo không không? Khoe nhiều quá người ta lại bảo là mình hơi lăng nhăng ạ. Thôi nói thiệt đi. Chắc đếm sơ sơ là trên đầu ba đấy ạ. Đầu là ba còn đâu đuôi thì nó lênh đênh lắm chị. À, một tràng vỗ tay. Chị hôm nay tôi có đồng minh rồi. Chị uống nhiều như vậy ư? Cả bởi vì chị cũng là người đã từng trải, cũng đã gãy đổ và con chị bây giờ rất lớn rồi. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng nói như Tường, cuộc sống như Tường giờ là sướng như ti. Nhưng thật sự trong thâm tâm của chị, trong lòng của chị vẫn muốn có con nữa. Chị đã đặt cái mốc đó ra trong cuộc đời chị là chị nói là chị sẽ ráng trước năm 33, chị vì chị ly dị mới hai mấy tuổi à. 35 rồi không được cái chị ráng, chị cho chị thêm cơ hội cho nó thôi 38. 38 chị cũng không lấy được chồng, chị nói là 40. Và thật sự hiện tại bây giờ chị Tường đã 42, bước qua tuổi 43 rồi. Cho nên cái hy vọng chị rất buồn vì cái hy vọng mà mình được đẻ con á nó càng ngày nó càng hết. Tường sẽ làm mai mối cho một cặp đôi cũng rất là tuyệt vời. Và đây thì Tường đã thấy anh chàng ngồi đây rồi. Tường sẽ ra ngoài và đưa cô bạn gái vào ngay lập tức quý vị nhé. Xin chờ các Tường trong ít giây thôi. Rồi, ghế đây. Xin mời hai bạn có thể tháo mặt nạ của mình ra. Chào hai bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu cho nhau nghe về những cái thông tin cá nhân của mình. Nói thật là lớn, thật rõ cho người đối diện có thể nghe rõ được qua cánh cửa trái tim này nha. Mời bạn trai. Dạ, chào chị Cát Tường, chào mọi người và chào bạn gái bên kia. Mình tên là Ngô Đức Minh, sinh năm 1982, quê quán ở Lâm Đồng. Hiện giờ thì đang làm tài xế ở Bình Thạnh. Chở hàng hay chở người? Tài xế tải vậy. Giờ mình hay... có đi công tác xa không hay là mình làm giờ hành chánh hay là đi tỉnh? Dạ làm giờ hành chánh ạ. Thứ bảy chủ nhật mình vẫn nghỉ làm? Dạ không, làm hết. Làm suốt luôn? Sau 4 giờ nghỉ. Sau 4 giờ là được nghỉ. Vẫn có những thời gian buổi tối để đi chơi ha. Em quê ở đâu? Em Bảo Lộc, Lâm Đồng. Quê Bảo Lộc, Lâm Đồng. Dạ. Rồi ở ngoài quê mình còn ai ngoài quê? Ngoài quê có bố mẹ với một em trai nữa. Bố mẹ với em trai ở ngoài quê luôn. Mình vào thành phố giờ được bao lâu rồi? Trước đây em cũng đi trong quân đội 9 năm ở dưới đây. Ồ. Sau đó mới về quê. Duyên số sao đẩy vô tài xế xuống đây làm. Là trước đây có đi bộ đội? Đi sĩ quan 9 năm. 9 năm? Dạ. Wow. Rồi, tới phiên em gái, em nghe rõ thông tin của bạn trai rồi ha. Đã từng đi bộ đội, sĩ quan tới 9 năm. Bây giờ về thì làm lái xe cho công ty đang ở Bình Thạnh. Em chào chị Cát Tường và chào mọi người, cũng như chào bạn trai phía bên kia. Em đây là Trang, em sinh năm 84. Hiện tại đang làm nhân viên cũng kiểu dạng văn phòng thôi chị ạ. Quê mình ở đâu cương? Em ở Hà Nội ạ, công ty cử thi thì là em ở đây công tác. Cũng chắc là cũng dài hạn ạ. Vào đây được bao lâu rồi? Em ở đây chắc là khoảng tầm được hơn 4 tháng rưỡi. Gì? Mới vô có 4 tháng rưỡi à hả? Dạ. Thế mình thấy cuộc sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh là như thế nào? Em thực ra là hồi xưa em cũng có vào trong này làm ở trong này cũng được gần 2 năm. Và em rất là thích ở trong này, không khí ở trong này nó phù hợp với em hơn. Thế em gốc người ở đâu? Em đang ở Bảo Lộc hả? Ở Lâm Đồng. Quê Lâm Đồng. Gốc bố thì ở Hà Nội, mẹ ở Đà Nẵng, sinh ra trong Lâm Đồng. Nhưng mà gốc là cũng có gốc ở ngoài Bắc luôn. Dạ. Hai người cho thấy cũng có một số nét tương đồng ha. Tuổi là cũng cùng thế hệ 8X ha. Người 82, người 84, thấy mọi thứ cũng hợp rồi đó. Bây giờ mình đi sâu vô một chút xíu nè. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là cái gì cũng có thể làm được. Còn điểm yếu là mắc bệnh lười. Điểm mạnh cái gì cũng làm được. Mà điểm yếu mắc bệnh lười có nghĩa là lười không có làm gì hết. Thế kia thì em có thể làm thường xuyên được. Nhưng mà vấn đề là nó không thích là không đó. Làm được. Thế là đó giờ có thích cái gì chưa? Em thích nhiều thứ lắm chị ạ. Mà những cái em thích thì em có làm cho tới nơi tới chốn không? Ví dụ như em rất thích ăn nên hôm nay em ăn tới nơi tới chốn luôn chị. Rồi, còn điểm mạnh điểm yếu nào nữa không? Em nói chung là cũng khá là tự tin trong mọi thứ. Công việc thì em không nề hà bất cứ thứ gì. Chỉ có điểm yếu là khi mà em đang làm việc mà ai mà làm em phân tâm, tâm mất tập trung ấy là em hay nóng tính. Em rất là nóng tính. Nóng tính. Ừ. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Biết cũng biết nấu ăn, một xíu cả nhà ở nhà là phụ bố mẹ dọn dẹp, là lúc rảnh rỗi là phụ. Lập trường tư tưởng vững vàng. Còn điểm yếu em mà cũng nhút nhát lắm, cũng rụt rè, e ngại lắm, ít tiếp xúc. Về tình duyên của mình thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Em do em lấy vợ đạo Chúa cho nên em mới sinh ra khỏi quân đội. Để về lấy vợ thì cũng 2 năm sau là cũng chia tay. Nhưng mà lý do chia tay là gì á? Rồi bây giờ đó, cổ hỏi kìa, lý do chia tay là gì? Thực sự là lúc đó cũng chưa có đủ cái độ chín chắn lắm. Do hai người cùng tuổi nữa, em với vợ em là bạn học luôn. Hồi mới đầu thì không có cãi gì nữa. Lúc đám cưới là bao nhiêu tuổi? Dạ năm 2009 ạ. 2009 là 10 năm trước. 10 năm. Lúc đó giống như là vẫn còn cảm thấy cái tính mình với cái tính người đó giống như ai đụng chuyện cái là ngang là cãi. Thứ hai là do cũng đạo giáo, mới đầu thì em nghĩ là nó đơn giản quá. Em nghĩ là thôi đạo không quan trọng. Nhưng mà lúc sau có một đứa con, em có một đứa con. Là lúc sau đó 10 tháng là bắt đầu tùm lum chuyện hết.
từ cái chuyện nhỏ hồi nó cứ nó lớn lên là cuối cùng tan vỡ. Rồi bây giờ con gái ở đâu? Dạ ở với bên mẹ. Con gái năm nay là bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. 8 tuổi là giờ con gái cũng ở bên mẹ, đương nhiên là theo đạo của bên mẹ luôn. Dạ đúng rồi, theo luôn. Thế em đạo gì? Em bên lương, không theo đường, con gái, không theo đạo. Đạo lương thôi, phải đạo tiền phải không? Rồi vậy. Em chia tay năm nào? 2011. 2011 thì đến nay là cũng 7 năm. Thế trong 7 năm qua thì mình có trải qua thêm mối tình nào nữa không? Sơ nhưng mà cũng không có yêu. Lý do? Chán với cũng cảm giác nó sợ cảm giác chia tay đó. Chia tay xong cũng buồn một thời gian. Thì thôi giờ cũng già, sắp già hết đến nơi thì thôi. Bây giờ chương trình đi kiếm giùm không biết được hay không. Em đã sẵn sàng đón tiếp một cái tình duyên mới chưa? Sẵn sàng để xây dựng một cái gia đình mới hay chưa? Dạ, bây giờ thì em đã sẵn sàng cần một gia đình. Ba mẹ gia đình có ủng hộ hay là có đưa ra ý kiến gì cho em không? Bố mẹ vẫn kêu là thôi giờ lớn rồi, lấy vợ còn cháu chát nữa. Chứ giờ bố mẹ cũng già mà chẳng có cháu. Con của em bên trước thì từ đó đến giờ là không về nhà luôn. Rồi thôi mình cứ tạm nghe câu chuyện bạn ấy đến đây thì chuyện buồn cũng không nên khai thác nhiều. Thế còn em? Em chẳng có nhiều mối tình lắm vậy. Nhiều, nói lớn lên, nhiều mình phải tự hào lên chứ. Không, nhiều ngại lắm chị. Gì đâu ngại? Ngại chứ chị. Thấy chị nhiều chị khoe lên báo không? Khoe nhiều quá người ta lại bảo là mình hơi lăng nhăng ạ. Lăng nhăng, bây giờ em nghĩ đi, em ba mươi mấy tuổi rồi, đó, đúng không? Giờ em yêu năm 18 tuổi, vậy là luật pháp cho... Dạ không ạ, em 22 tuổi mới yêu cơ. 22 mà bữa nay em 30 mấy, 10 mấy năm. Em chưa lấy chồng thì em phải trải qua những mối tình chứ. Bao nhiêu mối nó thiệt đi. Chắc đếm sơ sơ là trên đầu ba đấy ạ. Đầu là ba, còn đầu đuôi thì nó lênh đênh lắm chị. À, một tràng hổ tay. Chứ ra đây tôi có đồng minh rồi. Chị uống nhiều như vậy ư? Trời ơi, chị phải nhiều hơn chứ. Đầu chị chắc phải 5-6 chứ. Nhưng mà những mối tình nào mà em khắc cốt ghi tâm nhất á? Chắc mối tình đầu ạ. Mối tình đầu? Dạ. Thế cái mối tình đầu nó như thế nào mà khắc cốt ghi tâm? Quen được bao lâu? Được gần 2 năm ạ. 2 năm? Có ý định tiến tới hôn nhân không? Có chị ạ. Rồi sao? Tại sao gãy đổ? Nhưng mà anh ấy là đi du học ở bên Pháp, sau đó là bị tai nạn ở bên đấy và không còn nữa. Thì đối với em lúc đầu nó có thể là buồn, nhưng mà em chỉ buồn trong khoảng độ chắc cũng được 6 năm. Nhưng 6 năm? Dạ. Em là lúc đấy là sau đó là em bị rơi vào lãnh cảm luôn ạ. Gần như là cũng không có một chút cảm hứng nào với cả mọi các mối quan hệ luôn. Nhưng mà sau đó thì có một người đàn anh đi qua cũng kiểu cũng có ý định với em. Anh ấy không thuyết phục được đến khi anh ấy bảo thôi anh phải đi sang Nhật. Thì bây giờ anh chỉ chúc em rằng là em hãy mở lòng cho mọi người. Vì nếu như em không mở lòng thì sẽ chắc chắn sẽ có một người đối lập với giới tính của em ấy cũng sẽ bị kiểu cô độc. Vì em sống cô độc bởi vì trời sinh ra là đã không bao giờ người ta cũng là có một đôi một cặp. Rồi từ đó bắt đầu mới là... Thì lúc đó em mới bắt đầu mở lòng ra. Và mỗi lần mở lòng ra thì mọi là một trải nghiệm mới ạ. Lý do tại sao em mở lòng nhiều như vậy? Tại em ham vui thôi ạ. Ham vui? Dạ. Tại vì cái chủ trương sống của em thì sau khi mà em làm việc nhiều á thì em cũng nhập viện. Và em điều trị bệnh viện xong thì em cảm thấy rằng là cuộc sống kiếm tiền nó cũng chỉ là để mình thỏa mãn cái thú vui của mình thôi. Thú vui là thú vui gì? Ví dụ như em rất thích đi du lịch này. Em rất thích, nếu như em đi vào một cửa tiệm nào đó em có thể bỏ tiền ra em mua một cái gì đó ấy. Thì bao giờ em cũng phải có tiền sẵn. Em phải làm việc nhiều thì em mới có tiền. Chắc là cái thú vui của em là thú vui tiêu tiền. Thế còn đến với những mối tình thì em đặt kỳ vọng gì trong những cái tình yêu đó? Em cũng mong muốn là có thể đi đến xa hơn. Thì có thể có độ hòa hợp khi mà mình đến với nhau và mình sống với nhau. Thế bình quân cái tuổi thọ của một mối tình của em là kéo dài trong bao lâu? Các cái mối tình về sau thì bình quân chung kỳ chắc khoảng tầm 6 tháng vậy. Em thua chị rồi. Chị là có mừng mưỡng tới 2 năm lận. Khi mình đến với một mối tình mình vẫn là nghiêm túc. Mình muốn tính đúng chuyện lâu dài. Vâng. Chứ không phải là vậy chứ em có nghĩ em là chơi người vui vơ, nhưng vui mà chơi bờ em nghĩ em có phải là người chung thủy không? Chung thủy thì cái mà để nói về chung thủy nó rất là khó chị ạ. Chung tình cũng khó lắm chị. Bây giờ gần như là không có bao giờ có cái trường tồn vĩnh cửu. Có nghĩa là thí dụ em đang có một mối quan hệ nghiêm túc là yêu đương, nhưng nếu em gặp một cái đối tượng khác em cảm thấy nó có thể phù hợp hơn, hoặc là cảm thấy trái tim mình rung động gặp đối tượng đó, thì em vẫn sẵn sàng tìm hiểu cái không đối tượng ạ. Mới không ạ, em là có một cái cam kết ý. Cam kết như thế nào? Tức là khi mà em đã đồng ý xác định rồi á, bạn là người yêu của tôi chẳng hạn, thì tôi chỉ có coi bạn là người yêu thôi. Có bất kể một trai đẹp hay là một trai to hoàn toàn tốt hơn đi chăng nữa, với em nó cũng chỉ là bạn thôi ạ. Có nghĩa là khi kết thúc một mối quan hệ này rồi thì mình mới đến một cái mối quan hệ khác. Thế như vậy em cũng là một người chung tình rồi. Sao em lại nói khái niệm nó khó? Nhưng mà cái tình của em thì nó lại trôi nổi nhanh lắm chị ạ. Ví dụ như em chia tay xong cái một tháng sau em mà gặp một người khác là vui vui ấy, là em cũng theo à? Chuyện đó bình thường, nhưng mà khi mình đã kết thúc mối quan hệ cũ rồi, mình cũng là người dễ rung động. Tạm thời hiểu như vậy nha. Bạn nam suy nghĩ như thế nào với cái tình trường khá là phong phú của bạn nữ? Em thì thấy bình thường lắm. Đối với em cái chuyện đó nó không quan trọng. Vấn đề là sau này nếu mà quen nhau, đến với nhau thì cái gì nó phải rõ ràng. Cái gì nó qua là qua, quá khứ là bỏ qua, không có sống với quá khứ. Em là vậy.
chỉ đơn giản. Nhưng mà cổ quan nhiều quá vậy mình có ngại không? Dạ không chị. Bạn có đem hình ảnh gì theo không cho chị coi coi. Wow, hình ngày xưa này ha. Wow, đẹp trai dữ. Gửi tặng em hai tấm hình của ảnh này để em nhìn đi. Có anh chàng bộ đội trong đó đó. Trong bốn cô gái này là có cổ ở chẩm luôn đó. Nhận tìm ra ai chưa ạ? À? Mình có cảm giác ai là cô ấy chưa ạ? À? Khó quá. Khó mới đố chứ, dễ đố làm gì. Vậy thì em đoán cái mắt kiến đi. Lấy cái mắt kiến đi, khỏi cần gợi ý. Em hãy gợi ý cho cổ một chi tiết để cô nhận ra em. Nếu mà hai tấm hình đó mà nhìn kỹ thì biết ngay. Nhìn kỹ biết ngay, không cần gợi ý luôn. Em cũng đoán đoán. Đâu? Đây và đây. Rồi, hay quá ha. Hai người này đúng là tuổi đời nhiều cái là nó có khác. Rồi, xin mời các bạn hãy xem kết quả dự đoán của mình. Hãy nhìn vào cửa trái tim và cánh cửa sẽ được mở ra. 1, 2, 3. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chị có tuổi nè, chị cũng gà hóa cốt, mắt gì cũng mở nhưng mà trai đẹp chị vẫn thấy. Ôi, bây giờ quà gì vậy cho chị Tường xem với. Không biết quà gì. Cái gì đấy? Cái này là đặc sản ở Hà Nội ạ. Ồ, đố em biết cái gì? Em chịu. Trời ơi, cốm đúng không? Dạ vâng, đúng. Trời ơi, các Tường tôi dân Nam mà nhìn tao biết cốm nữa. Rồi bây giờ, cảm xúc đầu tiên khi hai bạn nhìn thấy nhau là như thế nào? Bạn gái dễ hơn. Em cảm ơn. Còn em? Khó nói quá chị. Nữa, cái gì bà cũng khó nói hết trơn. Quen ba mấy mối tình mà cái gì tả. Thói quen của em thường xuyên là bao giờ cũng phải gặp ít nhất là 3 lần á thì em mới bắt đầu có một cái cân nhận xét chung. Còn nếu không, đối với em thì mọi người gặp giống như lần đầu cũng như là nhiều vị khách hàng của em ạ. Hôm nay mình đến đây là xác định để tìm người yêu. Mình nhìn cái người đối phương với cái tư cách là đây có thể nào là một người yêu của mình hay không. Mà chị là nhìn lần đầu tiên là biết được hay không này. Không, em không chơi. Thì đó, vậy là em với chị hai trường phái, hai chị em mình khác nhau. Tường sẽ ra ngoài để mời hai bạn ở đây có những giây phút trò chuyện riêng với nhau. Rồi ít phút chị Tường sẽ quay lại. Và trước khi đi ra ngoài, chị Tường không quên mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Bao Dim Sum. Trời ơi, trình bày mọi người thấy không, Tường quảng cáo đâu có sai đâu. Nhà hàng trình bày rất là đẹp mắt luôn thưa quý vị, với nhiều món ăn nhỏ nhỏ góp lại trong một cái dĩa ha. Đây là món chân vịt sốt bào ngư nè, cua cuộn rong biển nè, rồi tàu hủ kia tôm chiên nè, bánh bao xá xíu hấp nè và cải Hồng Kông dầu hào. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng và nhớ phải là quan trọng là trò chuyện với nhau nữa nha. Dạ, ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn ngon miệng. Mà, em cảm ơn ạ. Rồi, mời em dùng ạ. Dạ, em mời em. Ủa, em ở Hà Nội, em ở đâu? Em ở quận Hoàng Mai ạ. Thực ra là em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng mà em rất là mù đường ở Hà Nội. Đi đâu em cũng phải mang bản đồ theo á. Bây giờ có thêm Google Maps thì em mới dùng Google Maps ấy. Và trong Hồ Chí Minh này em cũng bị là đi vòng vòng nhiều lần rồi. Bây giờ em ở quận mấy? Ở Sài Gòn ạ? Em ở quận 6 ạ. Còn anh ở quận mấy ạ? Anh Bình Thạnh. Lúc trước công ty em giao hàng ở bên đó. Đi mất hơn tiếng đồng hồ. Xa hơi xa ấy. Em còn bị đi lạc cơ. Còn mà anh làm về công ty giao vận chuyển ạ? Công ty anh là chuyên về lẩu gà ớt hiểm 109 đó. Không, hình như em ăn rồi á. Em thấy ăn cũng rất, ngon á. Rất nhiều chi nhánh. Em là có tâm hồn ăn uống cực kỳ cao luôn ấy. Nên là cứ nhìn thấy đồ ăn thì là sáng quên hết tất cả mọi thứ luôn. Nên mục tiêu mẫu của em hầu như là tìm bạn trai cũng như là bạn đời là phải biết nấu ăn. Vì em cũng rất là lười nấu ăn. Cái đó thì anh thì được cái là nấu ăn, thích nấu ăn, thích mình chế biến thôi. Còn em biết nhậu không? Dạ, em cũng biết một chút. Tại vì anh lâu lâu buồn buồn cũng hay đi nhậu. Anh có hay nhậu một mình không? Không, không say. Nhậu phải có hai ba người. Nhậu mà mình mà say ạ? Uống ba chai là say. Anh biết nấu nhiều món không? Chung anh có lên mạng học không ạ? Với bạn ngoại cũng trước cũng chỉ mấy món. Mà anh thì cũng có một đời vợ rồi. Có một người con, nó cũng khó đúng không? Không biết em suy nghĩ thế nào. Có người sẽ nghĩ là mắc mới như mình phải đi quen một người có vợ. Đó. Cái mà anh rất tự ti cái đó từ xưa đến giờ nó cũng không dám quen nữa. Thật ra bạn em cũng có rất nhiều người bạn cũng một đời vợ rồi. Thì em thấy rằng là điều đó có ảnh hưởng gì đâu. Chẳng qua là bản thân là có bước qua được cái tự ti đấy không thôi. Còn với em thì thời gian nếu mà anh mà có con mà nuôi con thì càng tốt đối với em luôn á. Vậy hả? Tại vì thời gian bây giờ tuổi của em cũng lớn rồi. Và em cũng xác định rằng là nếu mà không á thì là em còn nhận con nuôi cơ. Vì em cũng không có dự định là sinh em bé. Nói chung là cái sức khỏe của em nó cũng không phải là dạng tốt. Nên năm ra em sẽ có rất là nhiều bệnh. Mà bệnh đó nó sẽ có thể ảnh hưởng đến đứa bé. Nó không nên. Em cũng hy vọng là có thể chương trình biết đâu đó tìm cho em một người bạn trai mà có con rồi thì càng tốt ạ. Thực ra em rất thích trẻ con. Chỉ có điều là không thích sinh lắm. Tại vì anh cũng lớn, đâm ra ở nhà thì bố mẹ cũng kêu là cũng ráng cưới vợ rồi kiếm cháu. Chứ bố mẹ cũng lớn tuổi. Nếu như mà tình yêu đủ nhiều thì cũng có thể. Em sẽ suy nghĩ đến vấn đề là mình sẽ sinh thêm em bé. Chỉ có điều là bây giờ ấy, để mà
nuôi một đứa trẻ thì mình phải xác định rất nhiều tư tưởng, và đặc biệt là với cái độ tuổi mình quá lớn rồi ấy. Em nói thật là bây giờ tuổi của anh này em mình cũng lớn rồi. Mà chăm một đứa trẻ nó cũng rất là cần rất là nhiều. Anh có đảm bảo rằng là anh sẽ chăm sóc chu toàn được trong vòng từ khi nó sinh ra cho đến khi nó 18 tuổi hay không? Con mình mà, con mình thì buộc mình phải làm mọi thứ để mà phải nuôi cho con của mình. Chứ cái đó không thể mà không làm được. Phụ nữ nào người ta cũng thích có con mà sao em không thích? Tại vì thực ra là từ khi em còn bé, nuôi em rất vất vả. Ông phải kiếm rất nhiều tiền. Mà hầu như là em ở trong bệnh viện nhiều hơn. Về sau em lớn lên ấy, thì em biết rằng là bản thân mình cũng có rất nhiều bệnh. Các bệnh lặt vặt nó cứ như kiểu là lai lát đấy chị. Mà quan trọng là khi mà em trưởng thành hoặc là bây giờ thì em có đi khám bệnh định kỳ không? Mà bác sĩ có chỉ định hay có nói rằng là em không sinh em bé được hay không? À, không, là do tự em nghĩ ra như vậy thôi. Thực ra là em bị mắc bệnh lo xa nên hôm ra là em cũng hay... Nhưng mà em có đi khám sức khỏe định kỳ không? Em có chứ chị. Sức khỏe em như thế nào? Nói chung là đến hiện tại, thời điểm hiện tại là rất là tạm ổn. Đó là tại vì mình lo lắng quá thôi. Rồi việc quay lại cái việc con cái thì suy nghĩ của em như thế nào về cái vấn đề đó? Con cái thì đối với em thì con nào cũng là con mà. Kể cả con nuôi mình vẫn có thể nhận con nuôi được mà. Mình nuôi nó bằng cái tâm mình muốn. Thực ra là bố em hồi xưa cũng đi dị vợ. Cái cảnh mà gà trống nuôi con ý, thì em rất là thương bố em. Khi mà mẹ hai em đến với bố em ý, mẹ hai của em cũng phải thuyết phục bố em rất nhiều. Thì ông mới bắt đầu mở lòng hơn và ông mới cưới mẹ hai em. Thì mẹ hai em nuôi bọn em rất là kiểu như một người mẹ cực kỳ tuyệt vời luôn ấy chị. Có khi bọn em còn được sung sướng hơn là con đẻ của mẹ. Thế nên đâm ra đối với em ấy thì là kể cả con ai cũng được. Với những cái mối tình mà em từng trải qua, có những cái mối tình nào mà nó quan trọng đến mức mà em có từng chia sẻ về vấn đề con cái với những người yêu trước đây của em chưa? Có chứ chị, ai em cũng chia sẻ thôi. Thì họ, quan điểm của họ là như thế nào? Có nhiều người thì bảo thôi cứ để từ từ tương lai tính. Bởi vì thực ra là họ biết tính em là rất cố chấp và bảo thủ. Thực ra tình yêu đối với em thì tình yêu đủ nhiều thì em cũng sẵn sàng thôi. Và thật sự chị thì chị nghĩ thế này, tất cả mọi thứ, những cái suy nghĩ, quyết định của chúng ta nó đều không có thể nào là mãi mãi. Tại vì thời gian đúng nó rồi. Thay đổi thì cái quan điểm, cái suy nghĩ của con người nó cũng thay đổi. Chị nói đó là công tâm, chị không đứng về phía ai cả. Bởi vì chị cũng là người đã từng trải, cũng đã gãy đổ và con chị bây giờ rất lớn rồi. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng nói như Tường, cuộc sống như Tường giờ là sướng như ti. Nhưng thật sự trong thâm tâm của chị, trong lòng của chị vẫn muốn có con nữa. Và chị đặt những cái mốc. Nhưng mà vì gia đình chị là gia đình người Huế rất là khó. Có nghĩa là chị phải có chồng thì chị mới có con. Chứ nếu chị không lấy được chồng thì chị không có con. Chị đã đặt cái mốc đó ra trong cuộc đời chị là chị nói là chị sẽ ráng trước năm 33. Chị vì chị ly dị mới hai mấy tuổi à. 35 rồi không được cái chị ráng, chị cho chị thêm cơ hội cho nó thôi 38. 38 chị cũng không lấy được chồng, chị nói là 40. Và thật sự hiện tại bây giờ chị Tường đã 42, bước qua tuổi 43 rồi. Cho nên cái hy vọng, chị rất buồn vì cái hy vọng mà mình được đẻ con á, nó càng ngày nó càng hết. Hết là vì lý do nó đã quá tuổi. Cái thứ hai nữa là gia đình chị không đồng ý nữa. Quan trọng là tình yêu nó có đủ lớn hay không. Ý em là vẫn muốn sinh con đúng không? Dạ. Dạ. Tại hiện tại coi như bạn ấy là giống như là hiện tại bạn ấy không có một cái người con ở cái bên cạnh. Cái này em hiểu mà. Rồi, để con đi chị hồi nhỏ em chị nghĩ chăm thôi. Hồi nhỏ. Trời sao chỗ này nó ngược với mình. Chị là thích đẻ, chị cũng thích chăm. Đẻ cực lắm chị. Chị là thấy đẻ rất là dễ, mà chị chăm con mới là cực. Đẻ đau lắm à. Có gì đâu mà đau. Trời ơi. Chị đẻ chồng chị chăm. Nếu bây giờ ai mà lấy chị mà muốn chị đẻ con thì phải làm cam kết với chị. Em đẻ mà anh chăm. Với lại thật ra là cô bé này đó là cô đang bị một số những cái sang chấn tâm lý, bị ảnh hưởng từ lúc cô còn trẻ. Gia đình nó có những cái sự kiện khiến cho bây giờ cô có những cái suy nghĩ như vậy. Chúng ta nên đồng cảm. Và khi cái sự đồng cảm mà chạm được với nhau á, cái tình cảm, tình người nè, tình bạn bè nè, tình yêu nè, khi mà mình chạm được cảm xúc với nhau thì mình muốn cái gì thì cũng được cả. Và đây chương trình mà muốn hẹn hò với phiên bản hẹn ăn trưa là đang muốn tìm kiếm cho hai bạn một cái cơ hội, tìm kiếm một nửa đích thực. Đây là một cái chương trình rất là nghiêm túc, cho nên khi hai bạn thật sự nghiêm túc với cái quyết định của mình thì mọi thứ đều được giải quyết hết. Bây giờ để cho tiếp tục cho hai bạn có cái cơ hội hiểu nhau nhiều hơn và cho nó vui, xin mời bóc một lá bài, đọc lớn lên yêu cầu trong này và yêu cầu bạn nam thực hiện. Hãy đặt ra cho bạn trai đối diện 5 câu hỏi nhanh để bạn trai trả lời. Wow. Câu này cũng hại não mình hơn. Làm sao mà đặt ra được 5 câu hỏi nhanh? Anh có thích xem phim không? Không. Rồi xong. Nhanh. Anh thích đọc sách không? Không. Xong. Rồi tiếp xong tiếp dần hai. Tao rất thật thà. Ủa thế anh thích gì? Cái gì cũng thích trừ hai đó. Cái gì cũng thích trừ hai đó. Cặp đôi này hay. Tiếp. Anh thích đi chơi không? Có. Cái gì tao cũng thích rồi, đừng hỏi thích nữa, hỏi cái khác đi. Tao nói cái gì cũng thích anh rồi. Anh không thích gì trừ việc đọc sách và xem phim. Giả dối. Tôi thấy bạn trai hay hơn bạn rồi đó nha. Rất thẳng thắn, không giả dối, rất kiên định. Bây giờ mới thấy anh kiên định nè. Tính lừa người ta hả? Người ta nói người ta không thích cái gì ngoài hai cái đó, còn hỏi người ta không thích cái gì.
Tới phiên em hỏi lại cổ. Bạn hãy thử vài động tác massage cho bạn gái. Ôi chết. Làm gì? Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên bắt bạn trai, bạn gái làm hoài vậy? Bạn hãy thử một vài động tác massage cho bạn gái. Vậy là mình lời mà em. Tiến qua bên bạn gái, qua sau lưng bạn ấy, hoặc là trước mặt bạn ấy, massage cho bạn ấy đi. Anh có biết massage không đấy? Thì biết, trước hay bấm huyệt trong bộ đội, bấm mấy đứa kia, bấm cho mấy đứa. Bấm sao cho nó chặt. Anh bấm huyệt trên đầu đúng không? À, thì bấm trên đầu chứ đâu bấm đầu đâu. Ai biết đâu được đấy ạ? Thế em muốn bấm đâu? Em muốn bấm nhiều chỗ lắm chị. Tóc bạc vậy. Trời, tóc bạc. Người ta có tuổi rồi. Coi cái tay bãi kìa, gõ gõ thư giãn dữ. Thôi vậy thôi. Trời ơi, gì nhanh vậy Trương Phi? Đi với. Chưa, đi qua hụt hẫng quá. Hụt hẫng quá. Có khi là mình rồi thì. Ôi là nhiều chị ạ. Đây nè, anh phải đưa tay lên trên này nè. Vậy hả? Đó. Cái tay của mình á thì cái... Khó để quá. Không biết đó, được. Đó, rồi, đó. Đó, được đó. Đâu có đơn giản vậy em. Muốn này người ta chỉ chào hàng thôi. Còn em muốn được thì em phải có cái gì đó rồi người ta mới massage cho em hoài chứ. Không chị ơi, phải hướng dẫn nhiều chị ạ. Đúng rồi, hồi cái gì tay mà tay vẫn nóng nóng lắm chị. Đúng, nóng nóng lắm. Ta rồi đâu có quen em chứ. Ủa nhưng mà sao một đời vợ rồi mà cũng không vẫn nóng nóng như vậy. Người ta chia tay lâu rồi ông ơi, 10 năm rồi. Hả? Phí ha. Bởi vì cũng thấy phí ghê luôn á. Giờ làm sao cho nó hết phí đây nè. Thế bây giờ vô nghiêm túc một chút xíu, tôi hỏi về quan hôn nhân gia đình nè. Em quan niệm như thế nào về sống thử? Đối với em, sống thử là một chuyện bình thường. Chỉ có điều là cái quan niệm của em về việc cam kết khi đã ký giấy kết hôn thì gần như là khi mà đã xác định ký rồi ấy, thì chúng ta không được phép buông bỏ. Nếu đã kết hôn thì không được phép buông bỏ. Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Từ xưa đến giờ cái suy nghĩ của em là nó rất thoáng, giống như bạn gái nói đó. Để cho một cái sự an toàn, nó cảm thấy đến được với nhau thì mình sẽ đăng ký kết hôn, chứ mà đừng có để đổ vỡ. Bây giờ em rất là sợ một lần nữa. Chị Tường cũng đồng cảm với cái suy nghĩ của hai bạn. Trước mắt thì Tường thấy hai bạn rất là thoải mái để chia sẻ. Đó là cách để chúng ta chọn để chúng ta tiếp cận với mọi người. Thật sự ít phút gặp gỡ ở đây không nhiều để cho các bạn có thể hiểu nhau được hết. Hiểu nhau cần có một thời gian, cần một quá trình. Thế thì bây giờ đến lúc mình phải đưa ra cái quyết định của mình là có hẹn hò với nhau hay không. Nếu bấm nút hẹn hò có nghĩa là chúng ta quyết định tìm hiểu nhau và trở thành bạn trai bạn gái. Còn nếu chúng ta thấy hoàn toàn vô cảm với người này, người này không thể, dù tôi có tìm hiểu 5 ngày, 3 ngày, 100 ngày cũng không thể, thì chúng ta không nên bấm để dành cơ hội này cho những người khác. Chị Tường cho thêm các bạn mỗi người một cơ hội nói với nhau một câu nữa trước khi đưa ra cái quyết định là có bấm nút hay không. Mời hai bạn. Anh có câu hỏi gì không? Một câu cuối thôi đó nha. Em phải suy nghĩ. Câu này khó nha. Câu này cực kỳ khó luôn ấy. Làm sao có thể trả lời được khi mình đâu có thể thích gặp là, lần đâu. Đâu phải là thích là cái kia đâu. Thích là nhiều cái sở thích. Giống như thích một cái nét nào đó, thích một cái tính cách, hoặc là thích cái gì. Giống như mình có một cái điểm để bắt đầu lấy cái bàn đạp mình đi lên thôi. Khi em hỏi anh có thích xem phim không, anh bảo không là đã không thích rồi này. Em hỏi tiếp là anh có thích đọc sách không, anh cũng bảo anh không thích đọc sách là cũng hơi mệt rồi đó. Nhưng mà đối với em mà nói thì bao giờ cũng thế, em cũng cho bản thân mình một cơ hội nhiều. Nên hôm nay em chỉ hỏi cảm thấy rằng là anh có muốn cái cơ hội đấy nữa không? Những câu hỏi của các bạn đưa ra rất khó trả lời trong cái thời điểm này. Và câu trả lời đó sẽ đưa ra sau cái quyết định của các bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, các bạn hãy đưa ra quyết định. Đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. 1 2 3 Rồi, mời hai bạn qua bên đây. Tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của mình. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên dành cho ngày hôm nay. Mời hai bạn. Làm như tôi sướng gì. Không ấy cho cổ hôn em đi. Rồi mời em, nếu em không muốn người ta hôn em. Đó. Đây, xin gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng để cho anh trải nghiệm. Có nhiều người nghĩ rằng không thích, nhưng mà vô xem một lần với cái không khí trong rạp sẽ bị ghiền. Gửi tặng bạn một món quà từ chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Nhớ có cái tin tức gì mà vui thì báo cho chị Tường biết với nha. Kính thưa quý vị, chương trình phát sóng của chúng tôi đến đây là hết thời gian rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc nha. 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường